xin chào cả nhà. Hôm nay xin phép cho anh nhà anh Sồ gửi đến cả nhà một món sinh tố được làm từ một quả cam mà đó là cam Úc. Thì khi nghe nói đến sinh tố cam thì chắc mọi người cũng rất đổi quen thuộc. Nhưng hôm nay mình lại nhớ về một cái món sinh tố mà ngày xưa mẹ mình cũng rất là thích uống. Và chị họ mình cũng đã có một lần nào đó để làm cho mẹ mình uống, nhưng với mà cái cách khác hơn bình thường một xíu. Đó là từ quả cam Úc này á, thì mình sẽ tách cái phần thịt cam á cả nhà. Sau đó là mình ngâm với một xíu đường và pha thêm một chút xíu sữa. Sữa ở đây là sữa đặc, không phải là sữa tươi nha cả nhà. Và sau đó mình sẽ cho thêm đá và một ít nước nữa, cho vào cối xay sinh tố và pha thành một cái hỗn hợp cam, sữa, nước đá. Nhưng lần này mình sẽ thay vào cái nước nước suối hoặc là cái nước lọc mà mình thường uống ở cái nhà, thay bằng một chút xíu nước dừa tươi. Và đây là cái phần muối cao của quả cam mà mình đã tách nhỏ ra cả nhà, để tiện khi mà mình lấy cái phần thịt cam nó sẽ không bị vướng lại nhiều. Và đặc biệt thì trong cái video này thì cả nhà sẽ thấy bên cạnh cái phần cam, mình sẽ có để thêm một cái tô hoa cúc đồng tiền. Thì đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi mình lấy những quả cam á cả nhà, thì mình đặt kế cái tô hoa cúc này nè, thì mình nhìn thấy nó rất là hợp và cũng rất là đẹp tự nhiên nữa, cho nên mình đã kết hợp vào cái video này luôn. Và đây là cái phần thịt cam mà mình đã tách nhỏ ra rồi cả nhà. Và sau đó mình sẽ cho 2 muỗng đường vào cái phần thịt cam này nhé. Thì cái lượng đường cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người, mình có thể gia giảm tùy ý, tùy thích. Sau đó thì mình sẽ trộn đều, đảo đều cho cái phần cam và phần đường này nó hòa quyện vào nhau. Và sau đó thì mình sẽ để cho nó nghỉ yên khoảng 10 phút cho nó thấm cái phần đường này, thì mình mới đem để vào cối quay sinh tố mình quay nhé cả nhà. Thì với cái phần hoa cúc này á, do nhà mình cúng vía thần tài á, cho nên còn sót lại, cho nên mình thêm vào luôn. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần cam đã ướp đường, thấm đường rồi vào máy quay sinh tố. Mình để thêm một chút xíu nước đá nha cả nhà, cho nó lạnh lạnh uống mới ngon. Thì thường thì sinh tố các bạn uống ở ngoài đường á, thì họ cũng sẽ cho thêm đá vào. Và đây là mình để 3 vá nước đá nè, 3 vá múc canh đó cả nhà. Và tiếp đó là mình sẽ cho thêm sữa đặc vào. Thì sữa đặc ở đây là mình cho khoảng 3 muỗng cà phê sữa đặc nha cả nhà. Thì sữa đặc cũng vậy, nếu như bạn nào không thích uống sữa đặc thì mình có thể không thêm sữa vào, mình có thể quay sữa và đường với đá uống cũng được. Và cuối cùng là 100ml nước dừa tươi. Thì mình phải cho thêm một chút xíu nước vào cả nhà, thì mình quay cái hỗn hợp này nó mới hòa quyện vào nhau được. Và phần sinh tố sữa cam của mình cũng đã xong. Bây giờ là mình sẽ cho em máy ra ly thôi cả nhà ơi. Và
Và đây là phần sinh tố sữa cam của nhà Ansel nhé. Thì cả nhà thấy ở trên cái bề mặt của ly nó sẽ có một chút xíu cái bọt sữa cam. Cái này ăn vô nó cảm nhận kèm với cái tép cam còn ở cả nhà. Tại vì mình xay không có nhuyễn lắm. Còn bạn nào thích thì mình có thể xay 3 đến 4 lần. Còn mình là mình chỉ xay khoảng 2 lần cho nó còn cái tép cam á. Mình vừa ăn mà mình vừa nhai nhai á cả nhà, nó rất là ngon. Và mời cả nhà cùng thưởng thức món sinh tố sữa cam cùng với nhà Ansel nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hãy bấm like, share và đăng ký cho kênh Ansel Family Cuộc Sống Cần Thơ nhé. Xin cảm ơn, bye bye.